Dạ Cường xin mến chào các chú anh chị trong nước và ngoài nước cũng như quý mạnh thường quân. Thì hôm nay Cường cũng trở lại ngôi nhà cho anh Nhâm, thì cũng được kênh Bình Đen TV cũng như trực tiếp cắt nhà cho anh Nhâm rồi cả nhà. Thì cũng kỳ rồi là cái ngôi nhà của anh Nhâm khởi công, cũng như là nay thì Cường cũng do bận công việc đi Vĩnh Châu đó, thì cũng mới trở về Sóc Trăng để cập nhật cho cả nhà cùng xem thì cái tiến độ như thế nào. Thì nói chung thì đây là cái ngôi nhà thì Bình Đen cũng trực tiếp khởi công cho anh Nhâm cũng mới bữa nay, nó cũng mới là 2 ngày thì tiến độ cũng đã đạt như thế này hết cả nhà. Thì đối với nhà anh Nhâm thì được cấu trúc đó là cột bê tông đó, mái tôn thì hiện nay thì cũng như cái tình trạng là cũng đã dựng cột xong, cũng cuốn nền hết trơn ha. Cuốn nền này cũng lên mấy lớp để cho nó tấn cái phần đất nó lại á. Thì làm thì cũng có hai anh em của anh Nhâm làm tiếp và dưới thợ hồ. Cái phần cũng giống như là tại vì anh Chính, anh Bảy đó yếu lắm, làm không được đâu. Tại vì về phần giống như là giống phụ họa này kia thôi. Được rồi. Còn, anh Út á thì từng làm nên cũng biết nhiều thứ. Thì chiều nay bắt đầu là lên dách chứ, lên dách hả? À? Dách lên dách. Lên cục tre. Thì đầu tiên thì nói xây có 20 bây giờ xây tới 40 luôn. Sao đâu thì tại đất này nữa. Rồi đắp lại, đắp hồ lại luôn. Này là người ta đào là theo cái cốt nền ăn trước không? Nó mới ra. Tại ăn trước nó bị trống quá. Khoan có giọng. Cái đi cứ phả đất thôi, đừng đạp nó gì hết nha. Nó bung đó, mình cứ phả đất đại đại nó vậy thôi. Để mai bắt đầu cứng ha, bắt đầu đây cái này cũng cuốn nền cái hàng ba lại cả nhà. Cuốn để cho nó tấn đất lại. Anh Nhâm, sáng giờ có nấu cơm nấu nước gì cho anh Nhâm? Mai nấu. Bữa nay được gì ăn ngon không? Trời ơi, nấu cơm mà củi luôn đó hả? Wow. Trời ơi, thịt heo kho gì mà nướng vậy? Chưa ham. Nướng rồi. Kho nước không có rau rác gì ăn gì luôn đó hả? Rồi sao rồi, thấy nhà giờ có cắt rồi, thấy mừng chưa? Mừng rồi phải không? Bây giờ là ước mơ thành sự thật rồi phải không? Coi như là ban đầu thì cứ đi tới đi lui thôi, không biết mấy anh YouTuber này có cắt được nhà không nào, bây giờ là thấy cắt được rồi đó không? Cái gì nó cũng phải có thời gian, không? Người ta nó mắc thành xà beng luôn nè. Thì nói chung á thì tại vì tụi em lại thì cũng phải chia sẻ nhiều clip để giống như là có cái sự truyền đạt đến của quý mạnh thường quân đó. Thì nói chung á thì cũng khá lâu rồi, thì cái sự cố gắng của mình á, với thứ hai nữa thì cái duyên của mình đã đến này phải không? Thì cái nhà cắt được cho anh vậy là em cũng mừng. Thì cái giờ cái này mình che tạm gì, mưa nó có mấy ngày mưa hôm qua mưa gì nó có dột không anh? Ồ wow, cái này mấy cái mái to này che đỡ vậy là nó nè đấy không? Cái này bọn em làm hơi chuối một chút, cái này nó hơi cao, nó hơi ngang quá. Nếu mà ngang quá thì hạ này xuống chút xíu được nè, mà hạ quá này thấp. Cái này nó hơi ngang, phải là bọn em đẩy hơi dốc dốc chút xíu. Nếu mà mưa hoài chắc để tấm cao su ở trên cái nữa. Có để miếng cao su một cái. Đây Bình Đen uống nước nha cả nhà. Mệt. Sao vậy, tình hình cũng như cập nhật cho bà con biết rồi. Thì cũng tiến hành nhà của anh Nhâm á, tranh thủ để kịp ăn Tết Đôn Ta. Thì bên cạnh đó mấy anh thợ người dân tộc á, người ta cũng người ăn Tết Đôn Ta, cho nên là mình làm tranh thủ gút gọn. Đầu tiên thì em thấy là về cái phần nóc và cái phần dách thì ok đó. Nói chung là mình đủ tiền đó. Còn thiếu thì cũng giống như là thiếu phần nền. Thì nền thì anh thợ cũng có nói là khoảng tầm 7 triệu. 7 triệu phải không? Là đó là mình chán hay là lót gạch bình? Chán xi măng á. Chán xi măng.
Tại vì 36 mét vuông. 36 mét. 36 mét. Là cái đó luôn tiền công thì tư đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Rồi còn phần toilet á thì anh nói nếu mà làm đơn sơ thì cũng khoảng là 5 triệu. Tức là cái đó là chỉ xây tô này kia đó ha. Giống như nền thì mình đổ xi măng, rồi chán. Mình chán xi măng rồi mình xây lên một hai cục đó, bên xung quanh thì mình đóng tôn. Ừ. Đó. Thì còn thiếu đầu tiên là nhà, thứ hai là toilet. Còn thiếu mấy cái đó rồi thứ ba thì nền. Ừ, giờ bây giờ mình có cái này trước rồi mình làm trước đi. Giờ lo cái nhà chứ ha. Tùy theo cái phần phần phước của anh Nhâm. Ừ. Giống như anh Che vậy đó. Yeah. Được cộng đồng mạng cũng giống như thấy mình đang tiến hành về làm nhà vẫn còn thiếu kinh phí đó. Ừ. Thì chắc có lẽ tùy theo phần phước của ảnh được Mạnh Thường Quân cũng giống như giúp toilet hay là giúp về phần chán xi măng nền đó. Yeah. Thì cũng đỡ cho ảnh, chứ còn bây giờ khả năng của anh Cường và Bình Đen thì cũng giống như giúp chia sẻ thôi, không được giúp gì cái này thì anh Cường có đi làm việc nè, còn Bình thì qua tới đây cũng khảo sát cũng giống như coi tiến hành của mấy chú thợ đó làm tới đâu đó, thì về phần thiếu gì thiếu này kia thì mình chạy đi mua đó, thì cũng ở đây xuyên suốt từ sáng từ 7:30 8 giờ đó mình lại tới đây mua hộp cà phê cục xôi đó, xôi bây giờ còn đó nè, từ sáng thì cũng có mua xôi cho mấy chú thợ ăn đây thôi nè. Anh Cường lát mấy bụng. Có mua xôi. Mua xôi là 5.000. Tại vì mình biết cái hoàn cảnh của anh Nhâm á, thì đôi khi mình lại làm nhà của anh Nhâm thì không có tiền. Thì chẳng lẽ anh Nhâm vừa tốn tiền cà phê, rồi tốn tiền ăn sáng, rồi tốn nói chung á, mấy cái này á lặt vặt. Nhưng mà thời gian lâu tiền không á, tới cộng lại nhiều tiền lắm á. Tiền lắm á. Yeah. Cho nên đó là mình chỉ là nếu mà anh Nhâm có tiền thì mua một cục nước đá là 5.000 ly. Yeah. Đó, để cho anh em có mệt để uống. Còn về cà phê, cà pháo hay là xôi và ăn uống á, thì mình kêu dùng cũng được đó. Dạ, dạ. Yeah. Phần đó mình cảm thấy cũng rất là vui. Được cũng giống như Mạnh Thường Quân, mình xin chích tiền nguyện của Mạnh Thường Quân, gia đình của cô chú Tinh thì có bên Mỹ đó, thì cũng gửi cho mình là tiền quỹ để giống như đi giúp vào cảnh khó khăn khác. Thì mình có góp ý với cô chú, thì cô chú nói nếu không có thì lấy tiền chích tiền quỹ đó ra để mua cho anh em ăn uống. Rồi một phần nữa thì gia đình của cô Phan thì cũng gửi cho mình là 50 đô. Để cho mình cũng giống như là lo tiền một phần là tiền xăng lên xuống. Yeah. Mua vật tư, rồi một phần thì mua cà phê cà pháo cho anh em uống đó. Thì cũng mình cũng được cái phần phước đó, cô chú cũng thương mến mình thì cho gửi cho mình để mua mấy lặt vặt như vậy đó. Mình cũng rất là chân thành cảm ơn cô chú nhiều ha. Thì mình chúc đến cô chú với Mạnh Thường Quân cũng giống là gia đình của cô chú Thanh Hiền và gia đình của cô Phan sống bên Mỹ đó, thì dồi dào, luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn an khang thịnh vượng ha. Thì đây thì tiến hành nhà thì sắt thì mình cũng đã đặt rồi nè, sắt 36 đó, sắt cột 30-60 đó. Thì 1 ly 2 thì mình đó có mua là 12 cây. Dưới sắt hộp 48 1 ly 2 đó. Để làm kẹo đó thì mình có mua là 4 cây. Rồi sắt hộp 25 25-40 đó. 1 ly 2 thì mình có mua là 5 cây. Đó là 5 cây là mình đóng vách nè, vách mặt tiền nè. Rồi về cái phần bồn á, phòng á, thì mình đóng vách luôn, tại vì đóng cây á, thấy nó kỳ quá, nó hơi xấu quá. Đóng cây tre, còn cây tre thì mình làm vách vách hai bên hông là được rồi. Đúng không anh Cường? Thì ở đây á, thành phần á, thợ ở đây thì người ta cũng biết hàng, rồi có máy cắt, có máy hàng nữa. Thì cái này là mình cũng tiện một phần đó nữa. Thì cho nên là mình tiết kiệm làm gì làm. Còn về cái phần cửa sổ đó, cửa cái luôn, rồi cửa sau, rồi cửa sổ mình cũng làm bằng tôn với sắt nè. Rồi cửa cái mình cũng làm bằng tôn với sắt. Rồi cửa sau mình cũng làm bằng tôn với sắt. Tại vì á, mình không có khả năng để mua cửa kia. Cửa kia mỗi một cái như vậy á, là 1 triệu ngoài lận. 1,5 triệu cửa cái đó. Rồi, rồi cửa sau cũng vậy. Và cửa sổ á, thì một cái là 700. Đó thì cũng tiền không à, cho nên mình không có mua cái đó, thà là mình mua sắt rồi mình tận dụng với công thợ này kia thôi, mình tốn giảm được phần nào đó. Giờ sau khi mình đang chia sẻ thì ngôi nhà của anh Nhâm thì cũng đang
tiến hành làm tiến độ cũng khá là tốt. Thì tuy nhiên quá trình làm thì kinh phí cũng rất là còn hạn chế. Thì trước mắt thì cũng giúp cho anh tạm thời cũng như có cái mái che ton. Thứ hai nữa thì cũng làm vách đó thì cũng mình cuột che lên đó cả nhà. Cuột che lên thì cũng đóng ton, thì trong đó thì cũng có tận dụng là cái ton cũ. À, còn quên nữa, cái mấy cái che đồ tầm vong mà mình mua đó, cây nào mà lớn lớn đó mình dựng ngay giữa nè, cho nó chắc chắn xíu. Mình dựng ngay giữa đèn cây đó. Đúng rồi, giữa đó đèn cây á. Giữa dựng mấy tại bọn mình mua dư mấy cây rồi. Mình mua tới 20 cây đó. Nè, mình lấy cây bự nè. Dạ. Nó thẳng nè, mình lấy gốc á cho nó cứng xíu, lấy gốc. Ở đây có nhà điện của người ta hàng ở đâu ta, nhà điện đó, hả? Nhà điện bên đây. Kéo quanh bản vào. Bên đó kéo vào đây, rồi mình làm luôn. Cho nó khỏe. Về cái phần xiên, mình muốn xiên thì xiên ngang, xiên không xiên thì thôi. Tại vì mình có kinh phí mình làm, còn không có thì thôi ha. Cái đó chắc khỏi rồi. Tại đó cũng một phần này nó kéo cục, nhưng mà cái xiên tâm với cái đầu tay nó kéo qua kéo lại hết rồi. Nó qua kéo lại. Tại nhà mình nó cũng ngang, nó cũng ngắn. Cũng ngắn. Nó có cao gì không? Này, chỗ cái hồ thì đang cuốn nền này cả nhà. Xây cho đẹp đẹp nha. Không đẹp là không trả tiền nữa. Này là mặt tiền rồi đó. Cái này là móng. Thấy vậy á, cao á anh Cường. Cao tại vì xây nền, tại cái nền cũ nó dị rồi đó. Tại vì xây tới 40 mà nền nó ra là gần nửa mét rồi đó. Ha. Gần nửa mét á. Đất thiếu không ta? Đất ố thiếu dư. Thiếu gì? Đất nó dư luôn. Đất tương đối đủ đó. Đủ luôn. Bên trong đây còn nhóc. Dạ thì sau khi buổi trưa thì Cường lại cũng cập nhật chia sẻ chỗ nhà anh Nhâm. Thì cũng như quá trình làm thì cũng được Bình Đen chia sẻ, cũng như thứ nhất là về kinh phí, thứ hai nó về cái tiến độ, thứ ba nữa là những cái hạng mục mà của nhà anh Nhâm thì còn đang thiếu, cũng đã được thợ hồ cũng như có cái sự báo giá cụ thể. Thì coi như là nhà anh Nhâm thì cũng được khởi công, Cường cũng rất là vui mừng. Thì cũng cảm ơn cô chú cũng như đã theo dõi Cường trong cái thời gian qua. Cường xin mến chào luôn.